Xin chào các bạn, mình là Đầu Rêu đây, đã lâu không gặp. Hôm nay chính là ngày mình lắp xong mẫu mô hình High Grade Mobile Suit Gundam Square Z hàng bootleg do hãng GMS sản xuất. Và mình cảm thấy nên lên video để nói một số điều về mẫu mô hình này. Đầu tiên về chiếc hộp của em nó thì không có gì đặc biệt, chỉ có dòng chữ trắng trên nền tím hồng này thôi. Cũng khá khen cho chủ shop vì đã đóng gói kỹ càng, giúp cho chiếc hộp khi ship về tay mình còn vuông vức và nguyên vẹn. Mình cũng yên tâm phần nào khi lắp ráp. Khi mở hộp ra, thứ mình ấn tượng là những Rinner được đóng gói trong những bọc riêng, nhìn rất là thẩm mỹ. Ngoài ra còn có một quyển sách hướng dẫn có màu, hai miếng đề canh giấy và một tấm đề canh nước. Chia sẻ về quá trình lắp ráp của mình đã lắp mẫu mô hình này trong 7 ngày. Và thật sự 7 ngày đó đối với mình là những ngày tuyệt vời, đắm chìm trong niềm vui lắp ráp mô hình. Mình chưa từng lắp một em bootleg nào và đây là mẫu đầu tiên mình được trải nghiệm. Khá bất ngờ khi những part có độ snap fit rất là ổn. Rất tiếc mình không có em Swazet hàng Bandai ở đây để so sánh. Nhưng về chất nhựa, em này mình thấy khá ổn nếu so với những em Bandai mà mình đã lắp trước đó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vào chi tiết luôn ha. Về phần cắt khớp thì cử động khá là mượt mà, không quá chặt cũng không quá lỏng. Về phần chân, nhìn thì khá ổn nhưng lại tìm ẩn một vấn đề khiến mình khá là nhức nhối. Khi di chuyển sang ngang, các bạn có thể thấy phần trục xoay bị hở ra, rất là mất thẩm mỹ. Và điều đó khiến cho mình phải vừa tạo dáng Gundam, vừa phải điều chỉnh sao cho cái trục đó khớp lại. Đi với một em Gundam không thể thiếu chính là vũ khí của em nó. Và vũ khí của Gundam này chính là một thanh đại kiếm, nhìn rất đẹp và hoành tráng đúng không? Cá nhân mình thấy thanh đại kiếm này khá nặng để cho một mẫu mô hình có thể cầm. Vì vậy, mình khá hài lòng về việc khớp tay của Gundam đủ chặt để vác được thanh đại kiếm này. Và thật sự cũng khá là chật vật để tạo dáng với vũ khí này đó các bạn. Về phần chức năng tương tác của nó cũng chính là điều mình thích nhất trong bộ kit này luôn. Đó chính là có thể tách ra và trở thành một thanh kiếm dài. Phần còn lại có thể gắn vào backpack để làm chiếc cánh cho Gundam, nhìn rất ngầu và đẹp. Về câu hỏi có nên mua em này hay không thì mình sẽ trả lời như sau. Quan trọng nhất đó là phần giá cả, với mức giá rẻ giật mình, chỉ trên dưới 100.000 đồng, các bạn đã có thể có một trải nghiệm lắp ráp mô hình vui nhộn, tràn đầy thích thú, với từng trang giấy, từng bát được cắt ra là những phút giây tuyệt vời mà chắc chắn các bạn sẽ vô cùng enjoy nó. Và phần quan trọng không kém thứ hai đó chính là chất lượng. Tuy là lần đầu tiên, nhưng mình công nhận lắp mẫu bootleg này rất dễ và không cần phải fix nhiều, vì em nói rất ít lỗi. Hầu như các bạn chỉ cần tách bát, xử lý bề mặt đơn giản là có thể lắp ráp và hoàn thiện được rồi. So với ba mẫu High Grade Bandai mình lắp trước đó thì cá nhân mình không thấy nhiều sự khác biệt về trải nghiệm. Và cuối cùng đó chính là giá trị mà nó mang lại. Mình biết có những người mới như mình chưa đủ tiền để mua những mẫu Gundam đắt tiền, nhưng các bạn ấy cũng có thể có được cơ hội để biết Gundam là gì và niềm vui lắp ráp Gundam là như thế nào. Càng ngày Gundam càng phổ biến và cộng đồng hobby càng trở nên lớn mạnh. Trên TikTok mình thấy khá nhiều bạn hỏi mua Gundam nào để tặng bạn bè, nhưng cái gì quan trọng, vừa hợp túi tiền thể hiện sự quan tâm của bản thân mình mà vừa có thể mang đến niềm vui hạnh phúc cho người khác, thì mình nghĩ những mẫu bootleg như thế này chính là câu trả lời thỏa đáng. Tất nhiên mình không hề tán dương hay cổ vũ cho việc chơi bootleg. Với các bạn newbie, mình luôn muốn các bạn ấy trải nghiệm hàng chính hãng Bandai nha. Lời cuối cùng, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.
Một lần nữa, mình là Dora Happy. Subscribe để không bỏ lỡ những nội dung mới của mình nha.